Ayo, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhìn tôi trông có vẻ hơi đần, tuy nhiên thực sự là tôi đang chìm đắm trong thế giới giấc mơ các bạn ạ. Một thế giới mà các bạn phải sử dụng những cái loại thảo dược thì các bạn mới có thể đạt được một cái level giống như tôi. Và nếu như các bạn không muốn phụ thuộc vào thảo dược của thiên nhiên mà muốn bỏ tiền ra để sở hữu những công nghệ giống như tôi thì đây, giới thiệu với cả các bạn chính là kính Meta Quest 3 mới nhất đến từ nhà Facebook. Và mức giá của nó cực kỳ thơm ngon để các bạn có thể trải nghiệm một cái thế giới ảo, nơi mà các bạn sẽ không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền luôn. Còn bây giờ thì mời các bạn vào video để xem là cái kính này nó có thể làm được những gì nhá. Ok, chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Đấy chính là cái kính Meta Quest 3 này thì nó có thể làm được những gì. Trước đây khi mà nhắc đến những cái kính thực tế ảo thì chúng ta thường xuyên nghĩ đến những cái dòng sản phẩm kiểu giá siêu rẻ hoặc là những dòng sản phẩm giá siêu đắt chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất thôi. Đấy chính là giải trí, kiểu dạng như là chơi game hay là kiểu xem phim, nghe nhạc các thứ. Tuy nhiên với Meta Quest 3 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà nó có thể giúp cho các bạn vừa có thể giải trí chơi game các kiểu con đại điểu mà vẫn có thể tận dụng để làm việc một cách cực kỳ hiệu quả. Đầu tiên chúng ta nói về cái vấn đề giải trí đi ha. Thì chiếc kính này giống như bao chiếc kính thực tế ảo khác, đấy chính là nó có một cái hệ thống trò chơi cũng như là ứng dụng đồ sộ ở bên trong. Đây có thể được xem là một trong số những điều kiện cần để bất kỳ một dòng sản phẩm mới nào có thể tiếp cận đến đại đa số người dùng. Theo như tôi trải nghiệm nhanh ở đây thì kho ứng dụng và game ở trên chiếc Meta Quest 3 này có thể lên đến tận hơn 500 game, và chắc chắn là số lượng này sẽ còn gia tăng trong tương lai. Bên cạnh đó, các bạn hoàn toàn có thể kết nối với cả máy tính để có thể trải nghiệm được cả những cái tựa game có hỗ trợ thực tế ảo ở trên đấy luôn. Đây là một cái điểm cộng rất lớn, và các bạn có thể xem cái đoạn video này này. Thằng Phát Editor của tôi nó đang trải nghiệm cái tựa game lái máy bay, thề với các bạn luôn là trông tiền đình dã man. Bên cạnh đó, có một cái điểm mới ở trong phần mềm trên những cái phiên bản kính Meta Quest này, đấy chính là các bạn có thêm một cái chế độ được gọi là Pass Through. Ở trong chế độ này thì các bạn có thể nhìn được cái thế giới xung quanh bên ngoài, chứ không phải là chỉ đắm chìm trong mỗi cái thế giới ảo của nó đâu. Tất nhiên là nếu như các bạn muốn đắm chìm chỉ trong thế giới ảo đấy cũng được. Và cái thao tác để chuyển đổi giữa hai thế giới chỉ bằng một cái chạm nhẹ ở bên hông kính này thôi là các bạn có thể chuyển đổi qua lại được rồi. Để có thể làm được cái điều đấy thì chiếc kính này bên ngoài nó sẽ có một cái hệ thống camera. Nhờ đó các bạn có thể nhìn xuyên được cái kính và nhìn được ở thế giới bên ngoài một cách cực kỳ chi tiết luôn. Tất nhiên là chất lượng hình ảnh nó sẽ không thể nào bằng được mắt người nhìn, tuy nhiên vẫn đủ để các bạn biết được rằng là xung quanh chúng ta đang có gì, để hạn chế xảy ra những cái tai nạn nhỏ trong quá trình sử dụng. Ngoài những cái tựa game liên quan đến thế giới ảo chúng ta đã quá quen thuộc ở những dòng sản phẩm trước đây rồi, thì chiếc kính này với cái khả năng hỗ trợ Pass Through mà tôi vừa mới nói ở trên ấy thì sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm xem phim cực kỳ sướng luôn, giống y như những gì mà Apple Vision Pro đã từng giới thiệu, tức là các bạn sẽ có một cái màn hình siêu to khổng lồ phía trước để có thể xem YouTube hoặc thậm chí là xem phim. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể tận dụng cái màn hình siêu to khổng lồ này để lướt web hay lướt mạng xã hội. Và nếu như mà các bạn săn Black Friday ở trong cái giao diện màn hình này thì tôi thề luôn, chốt đơn cứ phải gọi là nhanh. Mà đang tiện nói về Black Friday thì sắp tới đây Cellphone S đã bắt đầu quay trở lại chương trình Black Friday. Uầy, cháy hơn cả Black Friday bình thường các bạn ạ. Theo đó thì chương trình này sẽ giảm giá rất nhiều mặt hàng đến tận 74%. Các bạn sẽ có nhiều mini game, ví dụ như là chơi game săn iPhone 15 và nhiều quà tặng khác. Săn deal rực rỡ với phát sale 20 giờ duy nhất từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 11. Và các bạn có thể xếp hàng tại 16 cửa hàng để nhận voucher tổng giá trị lên đến tận 1 tỷ đồng. Những gì các bạn cần làm bây giờ là bấm vào cái link phía dưới để đăng ký nhận những cái thông tin Black Friday sắp tới của Cellphone S nhé. Đảm bảo toàn những deal ngon thôi, chứ không phải là deal dở đâu. Quay trở lại với chiếc kính Meta Quest 2 này thì chúng ta sẽ đến với cái ý thứ hai, đấy chính là khả năng làm việc ở trên chiếc kính này. Với việc hiển thị theo dạng Pass Through mà tôi vừa mới nói thì các bạn có thể tận dụng để tạo ra nhiều màn hình và nhiều cửa sổ khác nhau. Mặc định thì các bạn sẽ có một cái màn hình với kích thước từ 27 đến tận 30 inch hiển thị ngay trước mắt để các bạn có thể làm việc. Và khi mà các bạn kết nối với cả máy tính thì nó có thể hiển thị tối đa đến tận 3 màn hình khác nhau. Uầy, một không gian thoải mái cho các bạn làm việc luôn. Tức là các bạn thay vì bỏ ra số tiền từ 10 đến tận 20 triệu để mua 3 cái màn hình từ 27 đến 30 inch thì giờ đây chỉ với một chiếc kính này thôi, không gian làm việc của các bạn sẽ rộng rãi và lớn hơn rất là nhiều, mà các bạn cũng không mất diện tích ở đời thật luôn, bởi vì nó chỉ hiển thị ảo thôi mà, đeo kính vào mới nhìn thấy. Về khả năng kết nối thì các bạn có thể kết nối chiếc kính này với cả PC thông qua dây USB-C. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ kết nối không dây, miễn sao bạn kết nối kính với cả máy tính chung một mạng Wi-Fi là được. Ngoài ra nếu như mà các bạn sử dụng thêm cái phần mềm Virtual Desktop Streamer thì các bạn có thể khai thác tối đa khả năng làm việc ở trên chiếc kính này luôn. Điều mà rất nhiều anh em ở bên nước ngoài đã làm thử. Ở đây thì vì tôi đang chia tay nhanh nên là tôi không có thời gian để trải nghiệm hết tất cả các bạn ạ, mà chỉ trải nghiệm nhanh một vài tựa game cũng như là một vài cái thao tác cử chỉ ở trên chiếc kính này thôi.
Và để có thể mang lại một cái trải nghiệm mượt mà như trên thì cấu hình của chiếc kính này là Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 cùng với cả 8GB RAM, và các bạn sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB và 512GB. Đây là cấu hình mà tôi nghĩ là trong thế giới kính thực tế ảo hiện nay thuộc hàng top server rồi các bạn ạ. Có một cái hay ở trên chiếc kính này nữa, đấy chính là khả năng nhận diện ngón tay của nó rất tốt. Ví dụ như các bạn có thể xem những cái đoạn video này này, mỗi khi mà tôi cử chỉ từng khớp tay thôi thì ở bên trong cái giao diện thực tế ảo nó cũng cử chỉ y chang như vậy luôn. Có một cái cảm giác giống như là tôi đang đeo một cái găng tay cảm biến ấy, nhưng không, tôi không cần phải đeo một cái gì hết. Tất cả những cái đó nó làm được đều là nhờ những cái camera và cảm biến xung quanh của cái kính này, nó nhận diện ngón tay của tôi. Và nhờ đó thì những cái thao tác cử chỉ của tôi bằng ngón tay trong cái giao diện thực tế ảo này nó mang đến một cái độ chính xác khá cao. Nó không phải là chính xác 100% nha, nhưng nó ổn định và dùng không hề bị khó chịu tí nào. Và nếu như mà các bạn muốn độ chính xác cao hơn thì Meta Quest 3 cũng đi kèm với hai tay cầm như thế này. Hai tay cầm với tất cả những cái phím bấm cũng như là joystick sẽ giúp cho các bạn sử dụng một cách dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, cái điểm trừ lại nằm ở việc hai tay cầm này lại không hỗ trợ sạc các bạn ạ, mà nó sẽ đi kèm hai viên pin AA khá là khó chịu. Trong thời gian thử nghiệm của bọn tôi thì dùng khoảng vài tiếng đồng hồ là nó đã bắt đầu có dấu hiệu cạn pin rồi các bạn ạ. Nên là anh em nào mà mua thì nhớ trang bị thêm hẳn một vỉ pin dùng cho nó sướng nhé, chứ không đang dùng hết pin thì bực lắm. Nếu như trước đây ấy, các cái kính VR mà xịn thì nó sẽ mang một cái trọng lượng rất là lớn, khiến cho người đeo của chúng ta bị khó chịu. Còn những chiếc kính mà kiểu trọng lượng nhẹ thì nó lại là những chiếc kính khá là rẻ tiền, không có quá nhiều tính năng ở bên trong. Nhưng với Meta Quest 3 lại là một câu chuyện khác. Theo như spec ấy, thì trọng lượng của chiếc kính này chỉ khoảng 450g mà thôi, khá là nhẹ nhàng và thoải mái. Và trong quá trình trải nghiệm sử dụng của tôi đâu đấy tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thì tôi hoàn toàn không cảm thấy bị cấn hay là nhức đầu gì cả. Tuy nhiên mặc dù vậy, tôi nghĩ là nếu như mà anh em mà đeo lâu ấy thì vẫn sẽ hơi khó chịu một tí. Bởi vì để có thể giữ được chiếc kính chắc ở trên đầu của các bạn thì tất cả những cái dây đeo này này đều sẽ phải ôm vào đầu. Và dùng khoảng trên 3 tiếng thì tôi nghĩ là sẽ bắt đầu có khó chịu ấy. Còn dùng 1-2 tiếng thì tôi nghĩ sẽ ok hơn. Các bạn có thể nới rộng chiếc kính này ra để có thể vừa đeo kính bình thường và vừa đeo thêm cái kính thực tế ảo này vào. Nhờ đó thì việc mà các bạn bị cận vẫn có thể trải nghiệm giống như là anh em mắt 10/10 luôn. Về chất lượng hiển thị thì anh em khỏi lo, cái màn hình bên trong này là bao gồm hai màn hình với tổng độ phân giải lên đến tận 4K Plus luôn, được gọi với công nghệ là Infinite Display. Với hai màn hình, mỗi màn hình có độ phân giải là 2064x2208 pixel mỗi mắt. Còn về thời gian sử dụng của chiếc Meta Quest 3 này thì các bạn có thể sử dụng liên tục đến khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mới phải sạc. Còn nếu như mà anh em kết nối với cả máy tính thì nó sẽ vừa sử dụng và vừa sạc luôn, thời gian sử dụng sẽ kéo dài lâu hơn. Nó cũng được trang bị hệ thống loa ở bên ngoài này luôn, công suất của nó không quá lớn nhưng khi mà anh em đeo vào thì nghe khá là rõ. Và đặc biệt hơn nữa, loa này không phải để chống điếc đâu, âm thanh của nó nghe ra cũng khá là ổn. Và đặc biệt là nó có hỗ trợ âm thanh surround kiểu 360 độ luôn, nên mỗi khi mà anh em xem phim hoặc là chơi game thì cảm giác âm thanh nó cực kỳ chân thật. Không biết là chất lượng của Apple Vision Pro như thế nào, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chiếc kính Meta Quest 3 đến từ Facebook này nó đang mang đến những cái trải nghiệm cực kỳ tích cực cho những người giống như tôi và rất nhiều anh em khác ở trên thế giới cũng đã trải nghiệm chiếc kính này rồi. Vậy thì ý kiến của các bạn thì sao? Liệu với mức giá tầm khoảng 15-16 triệu, các bạn có mua chiếc Meta Quest 3 này hay không? Hay là các bạn sẽ mong muốn những dòng sản phẩm thực tế ảo với mức giá rẻ hơn thì các bạn mới chịu xuống tiền? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ là vào săn sale Black Friday đây của Cellnet nhé. Đắm chìm trong thế giới ảo tiếp.